trước khi mùa đông đang đến gần, châu Âu đang phải nỗ lực hết sức để chạy đua với thời gian để lấp đầy kho dự trữ của mình. Trong bối cảnh hai đường ống Nord Stream bất ngờ bị rò rỉ, đứng trước nguy cơ thiếu năng lượng, Đức đã phải tính đến kế hoạch dừng xuất khẩu điện, thì bất ngờ lục địa già đã tìm được nguồn cung khí đốt mới. Hãng tin Reuters đưa tin, do thiếu năng lượng nên Bulgaria sẽ tạm thời ngừng thực thi các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu EU đối với nhiên liệu Nga. Theo đó, các công ty Nga cung cấp nhiên liệu ô tô sẽ được miễn lệnh cấm vận cho đến hết năm 2024 do tình trạng khan hiếm xăng dầu trong nước. Vụ thông tin truyền thông Bulgaria thông báo, Doanh nghiệp Bulgaria được phép ký kết các hợp đồng và thỏa thuận khung mới với các nhà cung cấp nhiên liệu ô tô từ Nga sau ngày 10 tháng 10 năm 2022 để đảm bảo trật tự công cộng, cuộc sống và sức khỏe của công dân Bulgaria và an ninh quốc gia. Lệnh cấm sau đó sẽ có hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 2024. Nhà cung cấp nhiên liệu truyền thống ở quốc gia Balkan là nhà máy lọc dầu Neftechim Burgas, thuộc sở hữu của tập đoàn Lukoil Nga cho đến trước các lệnh trừng phạt, một nửa nguồn cung dầu của nước này đến từ Nga. Vào đầu tháng 9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Bulgaria Rositsa Venkova thông báo đề xuất với Bruxelles để tiếp tục mua nhiên liệu từ Nga cho đến ít nhất là cuối năm 2024. Bởi theo bà, nếu không nhận được sự nới lỏng các lệnh trừng phạt, các lái xe Bulgaria có nguy cơ bị mất việc vì thiếu nhiên liệu. Mặt khác, Tập đoàn Năng lượng Gazprom của Nga mới đây thông báo nguồn cung khí đốt của Nga sang Ý thông qua áo đã được nối lại vào ngày 5 tháng 10. Việc đình chỉ có hiệu lực xảy ra vào cuối tuần qua sau khi xuất hiện các quy định mới. Công ty Nga cho biết họ đã cố gắng tìm ra giải pháp với khách hàng ý để tái khởi động giao dịch khí đốt trong bối cảnh thay đổi pháp lý ở Áo. Điều này đã buộc Gazprom phải ngừng giao hàng vào ngày 1 tháng 10. Công ty năng lượng lớn Any spa Ý đã xác nhận nối lại các dòng khí vào ngày 5 tháng 10. Trước đó, Gazprom đã thông báo với Eni rằng họ sẽ không thể cung cấp khí đốt cho Ý do không thể vận chuyển qua áo. Công ty Nga giải thích khí đốt đã bị đình chỉ do giới chức áo từ chối xác nhận các đề xuất vận chuyển do những thay đổi quy định đã được áp dụng tại áo vào cuối tháng 9. Theo TASS, Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen vào hôm 5 tháng 10 nói rằng Kho dự trữ khí đốt của EU đã đầy gần 90%, cao hơn 15% so với cùng ngày năm ngoái, nhờ nguồn cung khí đốt tự nhiên từ Mỹ và Na Uy. Vào đầu năm nay, tỷ trọng nhập khẩu khí đốt của Nga tại EU vẫn là 41% nhưng hiện đã giảm xuống còn 7,5%. Bà von der Leyen nói, thông qua các đối tác đáng tin cậy của chúng ta, cụ thể là Mỹ và Na Uy, chúng ta có thể bù đắp thâm hụt gây ra bởi sự suy giảm nguồn cung cấp khí đốt của Nga.